Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với EHTech. Hôm nay các bạn hãy cùng mình ra phố đi bộ, chúng ta cùng nhau bán kẹo cao su, chúng ta cùng nhau bán móc chìa khóa, bông ngoài tai, thắt lưng ra. Vì sao? Vì ở đây có một chiếc loa sinh ra để đi hát bán hàng rong đến từ Transmart với cái mã là Sound AK2. Nếu các bạn nhớ thì hình như năm ngoái mình đã từng làm video về thương hiệu này rồi. Cũng là một chiếc loa karaoke thiết kế tương tự như con này nhưng mà phiên bản K1. Năm nay chúng ta đã có phiên bản kế nhiệm, thì liệu nó ngon hơn năm ngoái hay không? Mà nếu các bạn đang muốn một chiếc loa quẩy bung nóc nhà với công suất 200W thì chiếc loa này có ra gì không? Liệu hát bán kẹo kéo có ổn không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Đầu tiên hãy cùng mình mở hộp ra xem bên trong có cái gì. Vì cái loa khá to và nặng nên hộp cũng khá to và nặng. Nhưng mà không phải đơn giản vì cái loa to và nặng, mà vì bên trong khá nhiều phụ kiện. Thứ nhất là các bạn sẽ một cáp USB-C để sạc loa này. Thứ hai là một cáp 3.5mm. Cáp thì cũng chắc chắn, cũng đẹp đấy, nhưng mà hơi ngắn. Nói chung là xác định dùng cái này mà cắm jack 3.5 thì điện thoại ở đâu, loa ở đấy cùng một chỗ luôn. Cơ mà nó không phải là vấn đề lớn nữa, bởi vì cái loa này có một cái điều khiển trông như điều khiển TV luôn, nhưng mà nó dùng để điều khiển loa. Và nó đầy đủ tất cả chế độ, tất cả các cái nút bấm ở đây. Các bạn có thể multimedia các thứ từ xa, rất là tiện lợi. Và không chỉ dừng lại ở đó, cái hộp này to bởi vì bên trong còn có hai cái micro không dây. Và cái micro này thiết kế khá giống cái micro tặng kèm con sao AK1 năm ngoái, rất tử tế, làm đẹp, chắc chắn, thân làm bằng nhôm, có cả màn hình hiển thị thông tin các thứ. Và thực sự là mình không có một gì để chê về phụ kiện của con sao AK2 này cả. Nhưng mà chưa hết, chúng ta còn có một sợi dây đeo để các bạn móc vào hai bên cái loa đeo lên trên người. Không chỉ tiện hơn trong việc đi bán kẹo cao su mà nó còn có chỗ để cất luôn hai cái mic. Giống như anh em ở kiểu Wild Wild West, hiểu không? Trong kiểu cá bồi rút ra cắm phát lại. Trời ơi, các thứ luôn. Nói chung là combo tất cả trong một. Và thực sự là cái dây đeo mà lại còn hai chỗ để đút micro này thì đúng là cái loa này sinh ra để đi bán hàng rong. Mình thề luôn, trông giống mấy trưởng. Ok, bây giờ là thiết kế bên ngoài của chiếc loa Sound AK2 này. Thực sự là thiết kế khá quen thuộc với cái tông màu và kiểu dáng giống với con K1 năm ngoái. Và các bạn nhìn thấy là chúng ta có một cái hình hộp khá là cục xúc với quai sách giống hệt con K1 này. Nhưng mà toàn bộ cái loa thì gần như tất cả làm từ nhựa, ngay cả quai sách làm từ nhựa luôn. Chỉ có hai cái tai ở hai bên làm một kim loại để các bạn móc cái dây đeo vào đấy thôi. Còn lại tất cả làm từ nhựa. Và cái quai sách này có thể tháo ra được, nhưng mà mình nghĩ rằng tháo ra trông nó sẽ hơi gọi là lệch quẻ, bởi vì là sẽ để lại bốn lỗ ốc ở mỗi bên, trông nó khá là buồn cười. Và cũng như là cái thiết kế này, mình có một số điểm khen cũng như một số điểm chê. Nhất là nó chắc chắn không có ba vía, không nhựa thừa, không dẹo bẹp cả, nhưng mà họ phủ một cái lớp mà mình không biết là cao su, silicone hay sơn kiểu gì lên, nó mềm mềm, nó giống con K1 năm ngoái thì ok, cầm rất là sướng tay và cái màu xám trông đẹp. Nhưng mà tay bạn nào mồ hôi mà kiểu ôm mân mê loa này, kiểu ông nào thích quá ôm đi ngủ thì trông nó rất là bẩn. Cũng như là về cái độ bền lâu dài, mình không chắc là liệu cái lớp phủ này nó tồn tại được bao lâu, không như một số con chuột hay bàn phím mà phủ cái lớp silicone soft touch này được khoảng tầm 6 tháng một năm nó bắt đầu bong. Nhưng mà mình nghĩ là nếu các bạn không ôm loa đi ngủ thì nó không phải vấn đề. Ở cả phía trước và phía sau sẽ là lớp vải canvas, nhưng mà anh em lưu ý là loa chỉ phát âm thanh từ phía trước thôi và có giải đèn led RGB ở đây. Còn ở phía sau sẽ là cổng kết nối. Thì bây giờ cùng mình nhìn xem cổng kết nối và các nút bấm chúng ta có những cái gì. Thì nhân tiện nói với nút bấm, mình cũng xin phép là chê nhẹ nhẹ, đó là nút bấm quá nhiều và thiết kế nó hơi bị lạc quẻ. Các bạn thấy không? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 cái nút. Đố anh em đã từng gặp cái loa nào mà có đến 14 cái nút ở trên thân? Đỡ thế nào được? Quá nhiều nút. Và những cái phông chữ ở trên này nhìn nó cái to cái nhỏ. Và thực sự là nói thẳng ra là nó xấu. Đấy là cái quan điểm của mình. Quá nhiều nút và quá lục ngùng. Còn ở phía sau, chúng ta sẽ có một nắp đậy. Bởi vì cái loa này có kháng nước IPX6. Thì các bạn nhớ đậy cái nắp này vào nếu mà mang ra những cái chỗ nào kiểu pool party hay là sợ khả năng nước đổ vào, thì đậy nắp lại cho nó kín. Ở phía sau chúng ta có những thứ sau. Thứ nhất là một cổng USB-C để sạc cho cái loa này, một cổng USB-A để sạc ra các thiết bị khác, bởi vì trong này có viên pin rất là lớn. Trong nữa mình sẽ nói thêm, một khe cắm thẻ nhớ microSD để anh em có thể cóp nhạc play thẳng ở trên thẻ nhớ mà không kết nối với thiết bị khác, hai cổng 3.5 để kết nối với cả thiết bị phát nhạc, ví dụ là điện thoại hay là máy nghe nhạc, và cổng 6.3 để các bạn cắm nhạc cụ bên ngoài vào hoặc là cắm mic kiểu dạng là mic dây. Ok hết thì cổng kết nối rất là đầy đủ. Còn hai bên của cái loa này sẽ là hai cái màng cộng hưởng âm bass, kèm theo là hai cái giải led RGB sập sình. Tức là ngoài mặt trước ra chúng ta có led ở hai bên nữa. Từ đó là tổng thể thiết kế của chiếc Sound AK2. Bây giờ cùng mình lướt qua thông số xem nó có những cái gì. Thông số đầu tiên là về cân nặng của cái loa này. Nó không quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ, vì con số là 4,4kg. Mình nghĩ rằng cái quai sách là sự cần thiết để các bạn mang đi mang lại. Nhưng mà nếu anh em là có ô tô mang đi cắm trại, mang đi kiểu gọi là homestay các thứ thì ok,
Còn anh em nào mà khổ dâm cho trong ba lô đeo đi được thì mình cũng thấy đến 4,4 cân, không phải nhẹ một tí nào. Tiếp theo là giải tần áp ứng thì cái loa này xuống sâu nhất từ 50Hz lên đến 20kHz với công suất tổng đầu ra là 200W, thời gian chơi nhạc liên tiếp là 24 tiếng ở mức âm lượng 50% và thời gian hát karaoke liên tiếp là 10 tiếng với âm lượng 60%. Dung lượng pin bên trong là 24.000 mAh và mỗi một cái micro sẽ có dung lượng pin là 1.800 mAh. Ngoài ra chúng ta còn Bluetooth 5.0 với khả năng kháng nước IPX6 như mình nói lúc nãy. Và bên trong cái loa này sẽ có tổng cộng là 4 driver, bao gồm 2 driver phụ trách giải âm trầm. Thì bây giờ hãy cùng nhau nói về cái chất lượng âm thanh của cái loa này. Thì đây là một điểm mà mình thấy khiến cái loa này phù hợp với anh em thích quẩy và các bạn nào thích party. Bởi vì âm trầm của nó cực kỳ khủng khiếp. Nó trầm, nó ấm, nó khỏe. Mặc dù cái chi tiết nó chưa xuống được sâu, bởi vì mình đã hy vọng rằng cái giải tần áp ứng của loa này nó có thể xuống được khoảng tầm 20-30 Hz, rồi đến con này xuống 50 thôi. Để mà nói là âm trầm nó thực sự hay thì cũng chưa hẳn. Nó khá, nhưng mà nghe tiếng nó khỏe và nó lực. Giải âm 2, tức là giải treble ấy, thì nó khá là sạch sẽ, trong trẻo, bật to không bị rè. Nhưng mà cái giải mid nó lại khá là bẹt và giọng ca sĩ nó hơi bị lẫn lộn vào giải âm trầm. Thì đây là một cái điểm yếu của cái loa này. Tức là nếu các bạn nghe nhạc, anh em nào mà thích nghe nhạc kiểu dạng jazz, acoustic hay các cái giọng như kiểu dạng là giọng nam cao, giọng nữ trung gì đấy, thì cái giải mid nó hơi bị lặn một tí. Nhưng mà may mắn tay là trên cái loa này có EQ. Và theo như mình trải nghiệm thì bật EQ sang cái màu xanh lam là nó sẽ đem lại cái giải mid tốt nhất. Hoặc đương nhiên các bạn khi kết nối với điện thoại, anh em thể dùng những cái app equalizer ở trên điện thoại để chỉnh lại âm thanh sao cho nó phù hợp. Tổng thể thì cái âm thanh nó vẫn là một dạng loa V-shape. Nó đem lại âm thanh V-shape, tức là giải âm mid thì hơi kém nhưng mà giải treble sạch sẽ và giải âm trầm khỏe, quẩy câu này thì cực kỳ sướng. Nhưng mà nếu anh em nào thích nhạc jazz acoustic, thích những cái nhạc gọi là nhẹ nhàng du dương thì câu này nó không phải mạnh ở cái giải mid, anh em lưu ý được đó. Bây giờ trước khi cùng mình trải nghiệm hai cái micro đi kèm cái loa này thì hãy cùng mình nghe thử cái loa trước để xem tiếng như thế nào. Nhưng mà anh em lưu ý là âm thanh phát ra từ cái loa thu lại thiết bị của mình nó sẽ bị xử lý một chút, up lên YouTube bị xử lý một chút nữa, rồi phát ra thiết bị các bạn, có anh em play bằng loa, có anh em dùng laptop, anh em dùng tablet, anh em dùng điện thoại thì tiếng nó sẽ không thể nào gọi là giữ được cái nguyên gốc ban đầu. Nhưng các bạn cứ lưu ý âm thanh này chỉ mang tính chất tham khảo. Alo. Phải công nhận một điều là cái loa này có quá nhiều nút, bấm nút mỏi cái tay luôn. Và cái mic cái này thì kết nối phát một được luôn, hoạt động bình thường, ổn định. Và tiếng bây giờ các bạn đang nghe thấy là mình thu qua cái micro này. Và ở trên cái micro nó có màn hình này, hiển thị kết nối hay chưa này, và hiển thị dung lượng pin còn lại này. Hiển thị luôn cả tần số MHz kết nối cả cái loa. Ok. Và các bạn có thể chỉnh cả reverb, tức là cái độ vang ở trên micro này mình tăng lên tí nhá, nghe cho nó giọng là du dương. Only you. Thôi mình nói vui thôi, chứ còn cái khả năng âm nhạc của mình mà hát thì chắc các bạn unsubscribe, block kênh luôn. Thế rồi chúng ta cùng chuyển sang cái phần kết luận. Con loa Sao Hạc K2 này nó có ngon hay không và có đáng mua không nhá?
Nói thế nào nhỉ? Nghe có hay không? Tùy loại nhạc. Nhạc quẩy thì hay. Còn nghe những cái nhạc nào mà quan trọng cái giải mid nhất thì nó gọi là mặc dù EQ nó cứu được một chút. Âm lượng rất lớn, đảm bảo anh em dùng con này trong mấy cái phòng tầm 100m đổ về nghe bao đã, mang đi kiểu tập văn nghệ, đi tập hát, tập nhảy. Ok ngon, mang đi tiệc tùng, homestay, party, ngon, pool party cái thứ. Ok. À, anh em biết gì ok nhất không? Mang đi bán kẹo cao su, đỉnh của trộm. Quai đeo lại còn cất được cả hai cái mic hai bên. Đó, trời ơi, con này uy tín. Cổng cắm rất nhiều. USB-A, USB-C, cắm được cả mic dây hoặc cắm cả vào nhạc cụ ở đây, cắm đàn và gầy các thứ. Rất ngon, ok. Thiết kế đẹp, chắc chắn. RGB các thứ. Nhưng mà để nói là nó là một con loa nghe hay thì chưa hay đối với tai của mình. Nó nghe kiểu bình thường. Bởi vì một con loa mà sinh ra là nghe nhạc quẩy thì đối với mình không phải là người quẩy nhiều, nên mình thấy cái âm bass khỏe hay là âm lượng nó lớn nó không phải của mình. Mình thích con loa nào nghe giải mid nó phải kiểu sạch sẽ tách bạch, không dám thành phải rộng cơ. Con này thì nghe quẩy tốt thôi, nhưng mà được cái là phụ kiện nhiều, build tốt. Hai con mic nó rất là ngon. Mình không biết là hai con mic này mà bán ngoài nó bao tiền nữa, nhưng mà chất lượng của hai con mic này cực kỳ ok. Thậm chí các bạn có thể tháo cái đít này ra này. Đó, bên trong có viên pin 18650 và các anh em có thể thay pin này ra hay là sạc một cổng C. Nói chung là con này ok, nhưng mà tầm giá 4.990.000 hay chắc 5 triệu thì liệu nó có cao quá cho con này hay không? Các bạn hãy bình luận bên cho mình biết, các bạn hãy đánh giá xem con loa này nó có xứng đáng với của nó không. Và anh em mà mua một con loa này, hay đơn giản là các bạn có con loa này mình mà giveaway thì các bạn sẽ dùng nó với mục đích gì? Nhớ bình luận bên dưới cho mình biết. Còn đâu thì hãy like video này và subscribe, các bạn biết vì sao không? Vì nó miễn phí. Mình sẽ gặp lại anh em trong nhiều video khác. Xin chào.